ngược lại hai chú. Quý khán giả thân mến, ngày hôm nay thì Minh Thiện và Quỳnh Loan có hẹn với chú Hai Ngọc và chị Út Tiên, nhưng mà không biết là chính xác nhà ở đâu. Nhưng mà như quý vị thấy đó, ở miền Tây thì muốn biết nhà ai là cứ hỏi trong xóm là bà con sẽ vui vẻ và nhiệt tình mà chỉ, đúng không Quỳnh Loan? Đúng là như vậy, bà con miền Tây của mình thì ai nấy cũng đều rất là nhiệt tình và thân thiện. Thưa quý vị, ở Nam Bộ của mình, đặc biệt là ở miền Tây thì đất rộng sông dài nè, kênh ngòi rất là chằng chịt. Và đặc biệt là trong mùa nước nổi này thì bà con ai cũng có thể giăng lưới, thả câu, đặt vớn để mà bắt cá, bắt tép, bắt cua. Và từ đó thì chế biến vô số món ăn rất là ngon. Phải tự mình đi bắt cá, bắt cua nè, giống như một người nhà quê chính hiệu, sau đó thì chế biến các món ăn thì mới cảm nhận được cái sự thú vị của ẩm thực dân dã này. Và ngay bây giờ xin được mời quý khán giả cùng chú Quỳnh Loan và Minh Thiện, chúng ta sẽ cùng đến nhà của chú Hai Ngọc và khám phá ngày hôm nay sẽ có món ngon nào nhé. Dạ con chào chú Hai. Con chào chú. Dạ chú đang làm gì vậy chú? Đi dở dớn, quỳ dở dớn. Dạ vậy chú cho con với lại Quỳnh Loan đi theo để mà biết cái cách đặt vớn và dở vớn luôn hả chú? Rồi. Dạ. Nó sẽ đi theo cái đằng lưới đằng đó, nó sẽ chèo dọc vô trong cái cột đó rồi nó ra cái giới này. Dạ nó ra tới đây là bích đây luôn, bích đường ra luôn, đằng kia luôn. Suốt đằng kia nó đi vô theo cái là đằng nó đi vô trong cái bồn. Dạ nó mới vô cái giới này. Dạ rồi đập đập cho nó được khỏi mặt nước như này chứ đập nó thì cá chết. Dạ cái này mấy ngày mình giỡn lần chú? Một ngày cũng được, hai ngày cũng được, mình tùy thôi, mình muốn giỡn giờ mình giỡn. Dạ chú Hai ơi, mùa này á là mình bắt được như vậy là nhiều cua chưa chú, hay là mùa nào mình bắt được cũng nhiều đó? Dạ là nhiều rồi đó. Ngay cái mùa nước nổi này là cứ đi ra đây đặt cá nhiều lắm. Dạ đặt vớn chân cá là nhóc tôm cá luôn, rồi chế biến mấy cái món ngon, bởi vì cái này là tươi ngon hết sảy luôn đó chú. Nhớ ngày thơ bé, những buổi ra đồng dở dớn trong mùa nước nổi đem về biết bao con cua, con cá, cũng là bấy nhiêu niềm vui. Lúc nhỏ chỉ biết bắt cua lên rồi luộc chấm muối tiêu chanh để ăn cho vui. Đến khi trưởng thành được trải nghiệm lại, mới thấy nó là món đặc sản ngọt ngào dư vị và gợi bao thương nhớ. Con cua đồng vẫn sinh sôi nảy nở nhiều vô kể, còn tấm lòng người miền Tây thì dạt dào và đầy bao dung. Ngồi giữa một cái không gian mát mẻ như thế này nè, mà được thưởng thức món cua luộc chấm với muối tiêu chanh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa đúng không Minh Thiện? Đúng rồi, thịt cua đồng thì ngọt liệm luôn, mà mình chấm với muối tiêu chanh thì nó rất là bắt lưỡi. Quý khán giả thân mến, và nếu như có dịp về với miền Tây thì hãy giống như Quỳnh Loan và Minh Thiện ra đồng bắt cua, sau đó đem luộc rồi chấm với muối tiêu chanh, mới cảm nhận hết được những cái điều thú vị từ cái món ẩm thực dân dã này. Chưa hết đâu, bây giờ là mình ăn nhẹ với cua đồng luộc thôi. Chiều nay thì còn một món đặc sản rất là ngon nữa, đó chính là lẩu cua đồng. Quý vị hãy đón xem nha. Không phải là người con của miền Tây Nam Bộ, ngày ngày lao động miệt mài theo từng con nước lớn rộng, hẳn sẽ khó mà có đủ kinh nghiệm để chọn cua. Chị Út Tiên chọn món lẩu cua đồng để thiết đãi chúng tôi. Để làm món này, chị chỉ chọn những con cua còn sống, thịt chắc, nhiều gạch, đem đi rửa sạch, tách mang, rồi lấy gạch ra để riêng. Tiếp đến là giã nhuyễn, cho vào nồi rồi nấu sôi. Khi riêu cua kết lại thì vớt để riêng ra bát, còn phần nước thì dùng làm nước lẩu. Phần riêu cua được biến tấu độc đáo hơn khi đem cháy chung với gạch cua, thêm chút trứng, rồi chưng lên dậy mùi thơm đầy hấp dẫn. Chị ơi, em thấy có cá thác lát á, là một lát mình ăn chung với lẩu luôn hả chị? Đúng rồi. Tại vì cá thác lát á, là mình ăn á, thì mình trụng trước gì đó rồi để vô trong lẩu á, là nó không bị tanh. Cá này là chị có nêm nếm gì trước không chị? Có, cái chả mình mua xong về á, mình nó có đậu mặn sẵn, mình chỉ nêm xíu hạt nêm với tiêu, hành.
À, mà cái món này là tự chị biết nấu hay là chị học từ ai hả chị? Tại hồi nhỏ mỗi lần cha đi bắt có cua về thì mẹ thường hay nấu đó, rồi nhìn riết là học được rồi. Dạ. Thì là ở nhà mình có thường hay ăn món lẩu cua đồng này không hả chú hai? Cũng có ăn hoài. Dạ. Nhất là mùa nước nổi này thường bắt được cua đúng không chú? Ừ, nước nổi cua mới nhiều. Dạ. Dạ. Cua đồng mùa nước nổi nè, rồi thêm mấy cái loại rau đồng như là bông điên điển cũng là đặc trưng mùa nước nổi nữa. Điên điển rau nhút rồi đó. Dạ. Dạ. Không đậm đà như lẩu mắm, cũng không nổi tiếng như cá linh bông điên điển, nhưng lẩu cua đồng là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình miệt vườn sông nước. Ai đó ở phương xa khi nghe tới món lẩu cua đồng cũng đều muốn một lần được nếm thử cho thỏa niềm say mê. Lẩu cua đồng được biến tấu với nhiều thành phần khác nhau, cho thêm chả cá thác lát, đặc sản của quê hương Hậu Giang, càng làm cho món ăn trở nên đặc biệt nhưng vẫn giữ vị thanh mát đặc trưng của cua đồng. Ở mảnh đất này, món lẩu cua đồng có vị ngọt của cua đồng, vị thơm của gạch cua, có màu xanh non của các loại rau dân dã đi kèm, có chút dai dai của chả cá thác lát. Chỉ chừng đó là đủ níu chân những thực khách lỡ một lần đắm say. Chú Hai với chị Tiên này, con thấy là cái nồi lẩu này thì chị Tiên nêm rất là ngon, vừa miệng. Nó có vị ngọt của cua nè. Rồi hồi nãy thịt cua mình cháy với lại gạch rồi thêm tỏi xả nữa thì nó rất là thơm. Dùng một miếng là muốn dùng nữa ha. Nếu như mà so sánh giữa món cua luộc lúc nãy với món lẩu cua đồng này thì đúng là 1 9 1 10 luôn đó Minh Thiện. Nếu như thịt cua lúc nãy ngọt lịm kết hợp với vị chua chua mặn mặn của muối tiêu chanh rất là hài hòa, thì đối với món lẩu cua đồng này, mùi thơm nó bốc lên, rồi giữa cái thời tiết như thế này gió thổi thoang thoảng, rồi cái mùi lẩu cua thơm lừng kết hợp với cái vị đậm đà của rau nữa thì đúng là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đúng rồi, mà lẩu cua đồng này mình ăn kết hợp với lại đặc sản của Hậu Giang là chả cá thác lát nữa thì phải nói là rất là ngon luôn. Mà trong cái không gian như thế này phải chi có một câu vọng cổ nữa là quá đã luôn đó chú Hai. Minh Thiện đúng là biết cách để gài chị Út Tiên cũng như là chú Hai nữa. Nhưng mà Quỳnh Loan nghe nói là chị Út Tiên hát vọng cổ rất là hay, vậy thì chị có thể tặng cho hai đứa em một câu được không chị? Hát nghe thì được, thường thôi chứ cũng không hay đâu. Dạ. Điệp ơi mai lên trong thành đô và xe gật gờ, xin đừng quên người em gái nhỏ quê nghèo. Wow. Dạ, ngày hôm nay thì Minh Thiện và Quỳnh Loan rất là vui và cảm ơn chú Hai, chị Tiên đã cho tụi con trải nghiệm cái việc đi đặt vớn, rồi dở vớn bắt cá bắt cua, và đặc biệt là hai món ngon là cua đồng luộc chấm muối tiêu và lẩu cua đồng rất là ngon luôn ạ. Và chương trình Hương Gây Mùi Nhớ đến đây cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình kỳ sau để chúng ta cùng khám phá những món ăn ngon khác.